Camera cận cảnh đã từng phát sóng các clip ghi hình những thủ đoạn trộm cắp táo tợn diễn ra ngay bên cạnh chủ sở hữu. Nhưng những vật bị mất cắp đều là các thiết bị điện tử có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ như điện thoại hoặc máy tính xách tay. Còn một chiếc xe gắn máy có thể bị mất theo cách tương tự hay không? Câu hỏi đó sẽ được giải đáp ngay sau đây. Đây là những hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh đặt tại một quầy lễ tân. Cô gái trực quầy lễ tân tỏ ra khá cảnh giác. Cô ấy quan sát chiếc xe ngay cả khi đang nghe điện thoại. Dù cho chiếc xe máy này được để trong nhà và cách quầy lễ tân chỉ khoảng 1 mét mà thôi. Cuộc điện thoại kết thúc, giờ đây không còn gì khiến cô ấy phân tâm nữa. Người đàn ông này, hãy chú ý anh ta. Thái độ của anh ta có gì đó không đàng hoàng chút nào. Tuy nhiên, cô gái lễ tân đang túc trực tại đây và không hề có dấu hiệu mất cảnh giác. Nếu anh ta có ý đồ mờ ám thì e rằng khó lòng mà ra tay. Vậy nhưng... liệu phi vụ này của tên trộm có trót lọt hay không? Hắn đã bỏ đi. Phải chăng tên trộm này đã bỏ cuộc? Không, hắn đang trở lại. Và tiếp tục mở khóa, dường như khi nãy hắn chưa thành công. Tên trộm lại bỏ đi, có lẽ hắn đã bó tay trước ổ khóa của chiếc xe này. Không hề. Như vậy hắn đã phá khóa thành công. Và ngay lập tức biến mất cùng chiếc xe. Người lễ tân vẫn hoàn toàn chưa biết điều gì vừa xảy ra, thật là vô cùng khó hiểu. Tên trộm đã lay hoay tới 2 lần mới mở được khóa chiếc xe. Không những vậy, hãy lắng nghe sự ồn ào mà hắn tạo ra khi xoay xe. Thậm chí điềm nhiên nổ máy xe và phóng vút đi. Cô gái này không hề nghe tai phone hay nghe điện thoại trong suốt thời gian tên trộm ra tay. Vậy mới biết, nếu bất cẩn và mất cảnh giác thì bất cứ tài sản nào cũng có thể bị mất cắp. Ủa cái có người, cái cửa có tiệm người. Đâu người. Có người gì có làm... ngồi sau quầy tiếp tân đó. Có người là lúc nãy cái cô kia cũng đi vô thôi chứ trong nhà làm gì có người. Không, có người ngồi nghe quầy tiếp tân, lúc nãy cô đó cũng nghe điện thoại đó chứ không phải tượng sáp đâu. Không đâu phải. Thấy ngồi cứ ngồi im nhìn ngồi không im có. Không à. Ngồi nghe điện thoại rõ ràng. Ủa phải không? Đúng rồi. Nếu vậy thì chắc là nhưng mà cái quầy quá cao không nhìn thấy hay sao? Không phải, tao không biết là cô này đang tập trung cái gì mà cao độ đến mức mà thứ nhất là Ngọc thấy cái hành động không kéo cái xe nó rất là mạnh và nó sẽ tạo nên cái tiếng động. Đúng rồi, bởi vì nó cách chỉ có 1 mét mà còn nổ máy xe chạy nữa mà cũng cô cũng không hề biết luôn, không hề nghe tiếng xe. Là sao Ngọc? Cái chuyện mất trộm này là sao? Là quá thiếu. Bây giờ là mình trách tên trộm hay là mình trách người ngồi đó? Mình trách cả hai, tại vì bản thân cái người chủ tài sản là không đề cao cảnh giác. Rất là nhiều khán giả khi mà xem clip này cũng cảm nhận được là ôi cái ông ăn trộm này ổng táo tợn quá. Nhưng mà Ngọc để ý thấy là hiện tại ở một số công ty và một số văn phòng thì có cái mẫu bàn mà cao hơn so với tầm nhìn của nhân viên là rất phổ biến. Nhưng mà Ngọc ơi, cũng có rất nhiều trường hợp mình đã từng xem rồi, nếu để cái bàn thấp và tiền, điện thoại, laptop đều để ở trên bàn thì đều không cánh mà bay. Thì nên chăng là chúng ta có một cái người bảo vệ ngồi ở phía trước để trong xe? Đó là một gợi ý rất là chính xác.